Chào các bé. Hôm nay chị Sunny sẽ hướng dẫn các bé vẽ bạn cướp biển nhí Jack trong series phim hoạt hình Jack và những cướp biển. Lấy giấy bút ra và cùng vẽ thôi nào. Đầu tiên, chị sẽ vẽ một hình chữ nhật hơi nghiêng về bên phải để định hình phần đầu của bạn ấy. Tiếp theo, chị sẽ vẽ thêm một hình chữ nhật bên dưới hình chữ nhật vừa vẽ để tạo phần thân cho bạn Jack. Sau đó, các bé vẽ hai chân cho Jack dáng điệu như đang bước về phía trước để trông bạn ấy thật dũng mãnh và gan dạ. À, các bé cũng đừng quên vẽ hai bàn chân của bạn ấy nhé. Chị vẽ tay phải của bạn ấy giơ lên cao như đang cầm gươm. Và tay trái như đang chống vào hông. Trông bạn Jack thật oai phong phải không nào? Từ phần đầu, chị vẽ các đường tỉ lệ để định hình khuôn mặt cho bạn Jack của chúng ta các bé nhé. Chị cũng không quên vẽ tai cho bạn ấy nữa. Từ bàn tay trái, các bé vẽ thêm chiếc gươm cho Jack như chị đang vẽ nhé. Ở phần đầu, chị dùng các nét vẽ cong để định hình khuôn mặt cho bạn ấy. Từ đường chia tỷ lệ thứ hai, chúng ta vẽ thêm cho bạn ấy chiếc đai buộc đầu nhé. Tiếp theo, chị vẽ mái tóc dựng ngược của Jack, trông bạn ấy thật cá tính phải không nào? Bây giờ, chúng ta sẽ hoàn thiện chiếc áo khoác cho Jack. Cũng vẽ theo chị nhé. Nào là cổ áo, vạt áo, tay áo. Giờ chị dùng các nét cong để chỉnh lại phần chân cho chúng trông mềm mại hơn nha. Sau đó, các bé nhớ vẽ thêm đôi giày cho bạn Jack của chúng ta nhé. Giờ, ta vẽ các ngón tay trên bàn tay cho Jack nào. Không quên chỉnh lại các chi tiết trên áo cho bạn ấy. Ở phần đầu phía sau tai của Jack, chị vẽ thêm phần đuôi của chiếc khăn bục quanh đầu cho bạn ấy nữa. Giờ, chị xóa đi nét vẽ dư và tô lại những phần còn mờ. Không quên thêm các chi tiết còn thiếu cho bạn Jack của chúng ta, như đôi mắt to tròn lanh lợi, cặp lông mày uy nghiêm, chiếc mũi nhỏ xinh, khuôn miệng tươi cười lém lỉnh. Chị tiếp tục tô đậm các nét bị mờ.
hoàn tất phần vẽ rồi, cùng chị tô màu thôi nào. Đầu tiên, chị lấy màu đen để tô cho phần tóc của bạn ấy. Các bé nhớ tô viền trước để tránh bị lem nha. Với chiếc khăn buộc đầu của Jack, chị sẽ dùng màu đỏ tươi để tô, trông thật nổi bật phải không nào? Lông mày của bạn ấy cũng tô bằng màu đen các bé nhé. Chị dùng màu da để tô cho khuôn mặt của bạn ấy. Tiếp theo, chị lấy màu đen tô cho mắt của bạn ấy các bé nhé. Chị tô cho chiếc lưỡi của Jack bằng màu đỏ. Bây giờ, các bé dùng màu xanh dương để tô cho phần áo khoác của bạn ấy nha. Sau đó, chị dùng màu xanh lá cây để tô cho áo thun của Jack. Chị tiếp tục dùng màu da người để tô cho hai tay và cổ của bạn ấy. Với chiếc quần của Jack, chị sẽ dùng màu xanh nước biển để tô các bé nhé. Trông thật đồng bộ với chiếc áo khoác phải không nào? Tiếp theo, chị dùng màu vàng để tô viền cho chiếc áo khoác của Jack thêm thật nổi bật. Phần đai thắt lưng của bạn ấy, các bé dùng màu đen để tô nha. Bây giờ, chúng ta lấy màu nâu đỏ để tô cho đôi giày của Jack nhé. Vàng để trang trí cho đôi giày của Jack thêm nổi bật các bé nhé. Còn thanh gươm của Jack, chúng ta sẽ dùng màu nâu để tô nha. Sẽ dùng màu đen để tô lại các chi tiết còn thiếu ở cổ áo và chiếc mũi cho bạn ấy. Ta-da! Hoàn tất phần vẽ và tô màu rồi. Mang ngay tranh này đi khoe với bạn bè thôi. Chào tạm biệt các bé và hẹn gặp lại lần sau. Các bé ơi, hẳn các bé đã rất quen thuộc với bạn Nobita trong truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản, chú mèo máy Doraemon phải không nào? Vậy thì hôm nay, hãy cùng chị Sunny vẽ bạn Nobita các bé nhé! Lấy giấy bút ra và cùng vẽ thôi nào! Đầu tiên, chị Sunny sẽ dùng 4 hộp quà xếp chồng lên nhau để định